là YouTube nhiều thằng biết em. Quá nhiều người. Hello mọi người. À, đang đi tập thể dục rồi tự nhiên bị bắt cóc vô một cái quán này rất là vui. À, các anh rất là lớn tuổi rồi chứ không phải là nhỏ gì ra cả, nhưng mà có điều chắc là biết mình xuất hiện trên YouTube rồi, có mấy của ông mấy ông nội kia là đầu nắm đầu mình chung ở đây. À, bắt mình uống một vài ly bia giao hữu, nhưng mà mấy anh đây này quá ư là đồ ăn rất là ngon. Quán này là quán ốc gì, ốc đại gì đó. Quá trời quá đất luôn. Rõ ràng đây là những người, những nhân vật quan trọng trong buổi nhậu này. Rồi mình xin kiến tự, nhưng mà mấy ông không cho phép, bắt mình phải ăn hết mấy con hào này mới đi về. Mấy ông anh này rất là dễ thương, nhưng mà ông nào ông lấy cũng đều có công việc làm ăn cả, nhưng mà cứ để ngày mai là lễ rồi phải không? Dạ, 29 rồi. Thôi mấy ông này là nghỉ lễ sớm hết trơn rồi, nghỉ lễ hết rồi, tiêu rồi được. Thấy cũng vui được cái là mình về nước mà gặp những người biết mình thương mình là mình quá khoái rồi, nói chung vậy. Ok, có mấy lời gửi lại các bạn thương mến mình đúng không? Ok rồi, thôi tạm biệt mọi người nha.